Sức ăn xương rồi. Nó khoái ăn xương mà hơn gì nữa. Ăn xong cho xích. Lại uống nè. Cho con uống trà chanh nè. Trà chanh xả. Không có xả. Có xả không? Không. Chanh gừng chứ hả? Chanh gừng với xả đúng không? Thấy chanh gừng với nước chanh gừng bỏ miếng đường. Như chanh gừng với chanh gừng bỏ miếng đường. Có miếng đường ngọt ngọt đó. Nó xích nó khoái uống lắm. Uống nè, mùa Covid này là uống chanh gừng hoặc là gừng, trà gừng để tăng đề kháng. Ăn xong cho con, uống nè, uống không? Xích ơi. Xích ơi. Này 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 này, từ từ. Uống chanh gừng. Chanh gừng nóng. Uống chanh gừng nóng nha, cho con uống nha. Một ly chanh gừng. Mùa Covid là uống chanh gừng. Đó, sức cực kỳ khoái uống chanh gừng luôn. Ngon ha. Nóng nóng nha, ấm họng hả con. Nè, một muỗng nữa. Đây con, giỏi. Ồ, giỏi quá, giỏi quá. Sức cực kỳ khoái uống chanh gừng luôn á trời. Uống lần là 5-6 muỗng vậy đó. Đây con, xích ơi. Giỏi. Từ từ. Uống nữa không? Muỗng nữa thôi nha. Nha, uống nữa thôi nha. Uống nữa không? Uống nữa, uống không uống, không uống thì thôi. Không uống rồi. Một miếng nữa thôi. À, giỏi, giỏi. Mùa Covid nè. Uống chanh gừng để chống Covid. Giỏi quá. Tối rồi cũng giờ đòi uống chanh gừng, sáng cũng uống chanh gừng. Ăn xương là vô địch luôn á. Lên tay nè. Giỏi. Chút xíu nữa. Tội nghiệp, sáng đẩy xe ra cái rồi đi theo. Lúc này không có được đi đâu chơi hết á. Thấy ghét không? Rồi tắt. Xích ơi. Xích à. Xích ơi. Coi con Mùi với con đôi cục có bị nhốt trong đó rồi. Con ăn hiếp người ta đó, không dám ra luôn. Xích ơi. Xích ơi. Ủa. Xích ơi.